Sáng nay ngày 29 là Duy đến được ở chân núi Ma Thiên Lãnh và đang lội bộ đi lên. Có một anh chàng rất là tốt bụng, ảnh chở Duy từ bến tàu qua đây. Đây một đoạn đường lên Ma Thiên Lãnh. Cây cỏ nhiều quá. Người ta ở đây người ta bắt đầu khai thác rồi. Khai thác đá làm đường, làm nhà, du lịch. Xe thì ở đây ta đậu vậy thôi, đậu bỏ đại. Lên Ma Thiên Lãnh thì thấy một cái bãi đá rất là đẹp. Còn cái mệt xíu. Mình mới có lội bộ khoảng 50 mét. Mệt. Mình lên Ma Thiên Lãnh thì mình thấy có một cái cây xoài. Cây xoài, các bạn nhìn thấy cây xoài. Mình lụm được rất là nhiều xoài. Xoài thì chín, thì sống. Xoài này xoài sơn ca. Ngọt ngon tuyệt vời. Ngon. Cái xoài bự nữa. Nhiều lắm. Ăn hết. Xoài trồng thiên nhiên nó bị sâu thế này các bạn. Chua. Ăn chua cái này leo núi không nổi. Giờ này nắng lên bớt mũi à, gãi mới leo mũi bằng á. Bù chích dữ lắm. Trái này thì nó hơi chín, nó không được chín cây, nó hơi mới vừa chín này, chắc rụng chín đó. Nước này nè là người ta lấy nước từ ở trên núi á, cốc giếng cái chảnh ta đem xuống suốt ở dưới chân đảo ta xài nhiều ống lắm. Mỗi ống là một hộ dân. Các bạn thấy là đường đi người ta lót đá, mình đi mình thấy rất là mệt, nhưng mà mình tưởng tượng là cái người mà lót từng viên đá cho mình đi thì họ còn bỏ công ra còn nhiều hơn rất là nhiều. Mà trời nắng lên như thế này thì các bạn thấy là bớt mũi đi, nhưng mà đi mệt hơn, đi một đoạn phải ngồi nghỉ. Đây, đường lên Ma Thiên Lãnh còn tới một cây số mấy nữa. Ở đây là người ta đã khai thác đã trồng trồng trọt, đây là trồng chuối. Rồi, có cây cốc nữa. Thì các bạn đi, các bạn leo khoảng 10 phút, các bạn phải ngồi nghỉ khoảng 5 phút để leo tiếp nổi. Dốc nó đứng. Nếu mà bạn nào mà đem đồ theo nhiều á để ngủ lại thì các bạn càng mệt nữa. Kinh nghiệm các bạn leo núi mà các bạn uống nước nhiều quá và các bạn mau mệt lắm. Các bạn chỉ uống thấm giọng thôi. Nó từ từ leo. Cái dốc nó rất là đứng. Đây, các bạn thấy. Cái bậc thang này xi măng người ta làm sẵn cho mình. Các bạn có bao giờ thấy cái con cuốn chiếu nó to cỡ này chưa? Là những cái thùng nước người ta để ven đường cho người đi đường uống.
Rừng ở trên này thì nhiều lắm các bạn, và hầu như không ai bẻ hết á, để tới khô rụng thôi à. Cái này gọi là cái tổ mối nha các bạn. Các bạn có thấy cái tổ mối chưa? Con mối nó lấy đất lên cây nó làm tổ. Bên cây xoài này cũng có con tổ nữa. Lên đây mình thấy có một cái chùa nhỏ. Mình vô mình lễ Phật. Không có chỗ ngủ thì mình xin ngủ lại chỗ này. Sư thầy đi vắng rồi, không có ai ở nhà hết. Cái gò mối làm từ đất này các bạn, ở dưới mặt đất. À, còn con mối mối trên cây là khác hả chị? À, nó lớn phải không? À, cây trầm hương nông dân người ta trồng còn nhỏ. Chị nói nãy là 6 năm hả? 6 năm. Có 10 năm, tại vì nó trồng dày như vậy là 10 năm mới khoan được. 10 năm khoan là mình lấy cái nhựa đó hả chị? À, 2-3 năm là mình lấy cái nhựa ra rồi mình Mình lấy dầu á. Tinh, à, tinh dầu bán. Cái này giống cây điều quá ta. Cây điều. Đây cây điều đó các bạn. Điều này, lá trái rồi. Con kỳ nhông nè. Con kỳ nhông nó trên trái dừa. Con kỳ nhông, sao nó không có sợ mình vậy ta? Đây, phỏng vấn chị Cúc nè. À, người địa phương. Ở đây mấy chục năm rồi đó. Chị nói là ở đây nghề chính là ghe cào hả? Xuồng ốc, ghe cào. Xuồng ốc, ghe cào. Rồi làm rẫy. Mà chuối này là mình trồng hay chuối rừng chứ? Trồng. À, trồng hả? Ở đây trồng chứ đâu sợ ai hái đâu ha? Không đâu. Trên rẫy này mình trồng chuối, nuôi gà, đồ này kia gì đó. Đất, đất trên này có ai lên mua không chị? Có chứ. Có hả? Ta mua nhiều lắm. Mua làm du lịch ha. Du lịch người ta làm đường làm gì không biết. Cái mép trên đó đó là bộ hổm mà. Mép trên này hả chị? Phía trên đó đó là có bán gọi chân. Bán giá cao không chị? Cái trên đó thì đất bán không có cao. Bán 65 triệu một công. 65 triệu một công. Còn phía cái đầu dãy với tôi dưới đó giờ nó trả 100 công không bán. 100 triệu hả? Dài dài. Dài dài bán, người ta bán có giá. Có ai bán khoảng 100 mét vuông không chị? 100 mét vuông chắc nó ít quá. Dạ, yeah. Có cái liều ở mua đất chi cho nhiều làm gì. Thôi bà bán 20 mét cũng được. Nửa giờ dài về đây ở. Thôi rồi, ở đây có làm gì được đó chú ơi. Hả? Có làm gì được đó. Thì mình ở cho nó thiên nhiên vậy thôi chứ làm gì giờ. Chị có đi ra thành thị chưa? Đi ra thành phố ở chưa? Có đi vô giỏng rồi à, vô giá đồ rồi. Gạch Giá. À vô tới Gạch Giá phải không? Có đi thành phố Hồ Chí Minh không? Có, cũng đi mà ít đi lắm. Còn quê ngoại thì ở Tiền Giang. Quê ngoại Tiền Giang. Rồi sao lưu lạc cái đảo này ở? Hồi xưa đó ông già ổng làm bên cách mạng đó. À. Rồi cái người ta chung trong tổ chức người ta chiêu hồi cái người ta chỉ. Chiêu hồi người ta trốn ra ngoài á, cái người ta chỉ cái bắt ổng. À, bắt ổng lúc nó ra đây là nó mới có 6 tuổi à. À, ủa bắt ổng là cái ổng bị bắt là chị mới ra đây ở không, đó phải không? Có bị bắt cho chỉ, ta chỉ lúc nào mới trốn. À, hiểu trốn rồi. Ra cái là thay tên đổi họ hết. Cha mẹ con cái gì hết trơn rồi dám tiếp thu lại rồi mới lấy tên thiệt lại. À, giờ đó chống Mỹ, thời chống Mỹ ba. Chống Mỹ đó. Vậy là ra đó xưa. Ra hồi xưa ra đây sống khỏe đúng không? Sống mà thiên nhiên cá tôm đầy đủ. Đó thì cá tôm nhiều lắm nhưng mà khổ lắm. Khổ sao? Không có được tự do như bây giờ đâu. Gạo thóc tiệm quán đồ không có bán được như bây giờ. Cái mùa nhất là cái mùa này trở lên mà mưa đậm đồ này kia đó ha. Là khổ lắm. Ăn cơm gạo đồ không có ăn đâu. Ăn lộn với mì được không à. Còn bây giờ gạo đây là người ta ăn từ trong đất liền ra. Bây giờ là thoải mái lắm. Ví dụ mình không có tiền mình cũng mua thiếu ăn đồ được. Rồi chừng mình có tiền làm trả. Còn hồi đó hả, có tiền mà cũng không có gạo ăn. Ít có người bán. Đâu có người bán. Mà trồng ở đây đâu có trồng lúa được phải không? Đâu có trồng lúa. Bây giờ là giờ mới khỏe chứ hồi đó cực khổ. Xoài nè, xoài rừng hả vậy?
trong, đem bên trong. À, dạ. Bán được không? Trời được, bán. Bán mình đổi gạo ăn cũng được ha. Ừ. Chị có mấy đứa con? Ba. Ba đứa hả? Rồi nó ở chị không hay là nó đi học hết rồi? Có chồng có vợ hết trơn rồi. À. Thằng Út hôm nay nó cũng 33 tuổi rồi. Ừ. Nội với ngoại hết rồi. Rồi giờ chị ở với chồng chị? Ừ. Cũng ở còn thằng Út ở chung. À. Nó đi cầu đôi đó, giờ nó nghỉ cầu đôi rồi nó về ngoài này, nó đi ốc ngoài này. À. Đi cầu đôi là hồi trong Tết nó bị bắt đó. Cầu đôi là cái gì ta? Ghe cào á, ghe cào đôi mà cặp mình kém nha. Là cái đó người ta cấm rồi mà. Ừ, đúng không? Cấm đó, cũng rồi có mua vé nữa, đi đó mà kiểu mình mua vé, hết vé rồi mình mua mà chưa có vé kịp đó. À. Bắt. Là bao che đó ha. Ừ, bị bắt qua bển ghe chức cái thì nó bị nó tịch thu lấy trơn rồi. Ừ. Còn bạn với tài công thì mới chuột gì đó. Ừ. Thấy sợ quá không cho nó đi nữa. Cho nó về. Thôi đi làm công đi, làm công biển. Tháng tháng được mấy triệu đi biển á? Nhiều lắm, đi công đi biển bây giờ thì theo một chúng thất khổm. Ừ. Đi đâu một tháng về kia cũng được mấy chục triệu đó. À, cũng được quá. Ừ. Còn tới chừng thất thì cũng được vài triệu, mười mấy triệu, cũng sống cũng khỏe. Rồi ở đây chị ăn cơm mà ăn với gì? Ăn cơm với cá biển hả? Ừ, thì muốn thích ăn gì về cũng rẻ mua. Cũng rẻ không? Ừ, rẻ. Đây muốn đồ ăn cũng dễ. Dân địa phương thì rẻ. Thôi từ hồi có khách du lịch tới bây giờ là đã bán đồ ăn mắc lắm, mắc lắm. Ừ. Gấp đôi gấp ba hồi đó luôn. Bởi vì hồi đó cá rẻ ghê à, lúc mà hồi xưa đó là cá ba thú ở đây bán có 1.500-2.000 ký à. Trời. Ừ, mà không ai mua nó đóng á khiêng đi đó. Bây giờ 50-60 ngàn xong cũng phải ăn theo. Ừ. Còn rẻ mực rồi đó, tôm rẻ rồi đó, nó rẻ ghê. Ừ. Rẻ ngon nó chừng 60-70 ngàn, 100 ngàn, 120 trở lại. À. Bây giờ 400-500. 300. Bữa hôm em đi cũng lâu rồi, 350. Ừ. Mực cũng vậy nữa, mực giờ tới 200 ngoài. Người dân địa phương giờ không có ăn phải không? Ừ, ăn mắc quá giờ người ta không thích ăn. Ừ. Giờ nói chung là bán gì là bán cho khách du lịch không chứ. Chị ăn cá ít thôi. Ăn rau nhiều ha. À, rau cũng đừng có ăn nhiều, nhưng mà gọi là gì, nhiều là có ăn trong bữa cơm, nhưng mà đừng có ăn nhiều quá. Ăn cá nhiều bệnh á. Ừ, giờ ăn nhức cá nhức mỏi ngán. Ừ, ngán ngán cá đồ ăn ít thôi, ăn cơm là chính. Ôi tình cờ gặp được cây dâu, các bạn biết cây dâu không? Bụi trái nhiều lắm á, dâu chua đây, hái thử vài trái ăn nha. Dâu này tự mọc thiên nhiên nhưng mà trên đất của mình ta. Lần đầu tiên thấy cây đây, dâu hái mấy cây dâu rồi bạn, ăn thử cho bạn xem nha. Dâu này chắc chua, dâu này cũng hơi nhỏ. Bên trong vỏ khá dày. Dâu này bên trong theo cái vỏ nó cái hạt nhìn thấy trong luôn. Chua. Chua kinh khủng quá. Ngon. Đây các bạn thấy cái bông bụp không? Lần đầu tiên mình thấy cái bông bụp đẹp như thế này. Bông bụp đẹp quá. Người ta làm những cái liều có võng cho mình nghỉ ngơi, uống nước. Quán gì chị? Quán Toàn Ly. Toàn Ly hả? Toàn chồng dạ. Chị hả? Dạ. Toàn là chồng, Ly là vợ. Dạ. Đó. Ở đây các bạn lên Ma Thiên Lãnh đó, thì gần tới đỉnh thì có cái quán. Các bạn ghé, các bạn nghỉ ngơi. Có cô chủ quán rất là dễ thương. Này có bán qua đồ ăn luôn hả chị? Đồ ăn luôn. Đồ ăn có gà, gì chị? Gà hấp nước mắm, hấp tỏi. À, gà hấp. Cơm cháo đầy đủ. Cơm cháo đầy đủ. Rồi nước uống, nước ngọt. Có điện nước luôn. Tối có cần ngủ ra đây qua đêm luôn. Cô chủ quán cho qua đêm luôn, ngủ võng. Ngủ võng mũi chích gán chịu nha. Hả? Đây, mình đi gần tới chùa trên gần ngọn Ma Thiên Lãnh. Leo gần tới đỉnh này.
còn gần cây số nữa tới. Đây là cái chùa, cái am chùa gần đỉnh Mạch Lãnh, xuống chùa nè các bạn. Ở đây thì sư chồng có trồng rau lan này, trồng rau lan ăn chay. Rau cũng nhiều rau củ. Ôi có rau muống nữa, tuyệt vời. Rau muống này rau chai quá. À, mình leo gần Mai Thiên Lãnh thì mình lên gặp cái chùa. Ở trên cái chùa này thì sư có chuẩn bị võng, ghế ngồi. Đặc biệt là sư có một cái vườn rau rất là hấp dẫn, rau lan, rau muống, xả, rất là nhiều loại rau có thể ăn được. Đây vừa hái một nắm rau muống, rất là thiên nhiên, tươi ngon. Đây, mình có thể ăn cơm tại đây cũng được. Chùa có trồng rất là nhiều rau, có thể đến đây các bạn ăn chay thì các bạn đến đây các bạn nấu cơm ăn cũng được. Chùa cũng đơn sơ thôi. Hôm nay rất tiếc là hai vị sư thầy đi vắng, cho nên Duy tối nay có lẽ mình xin tá túc ở đây một đêm, mình ngủ võng. Bây giờ giờ trưa rồi, gần 12 giờ trưa, mình sẽ luộc rau mình ăn cơm. Trong chùa sư đi thì để lại cái bếp trống, ai đến đây nấu ăn thì có củi sẵn luôn nấu ăn, quá tuyệt vời. Mình vào nhà bếp, sau nhà bếp đây là toilet của chùa, đây có bàn ăn, củi lửa đầy đủ. Ở xa có nhà dân bên kia, có nước luôn, có nước xài, có nước. Ủa, có nước luôn các bạn ơi. Có trồng ngải cứu, có gừng, có thằng ô lá dứa, nói chung là có đầy đủ các loại rau. Hôm nay mình vô chùa mà sư đi vắng rồi, để có nước rửa mặt, mình phải rửa mặt cho nó khỏe. Đây chùa để miễn phí cho các Phật tử hoặc là những người dân, những người khách du lịch họ đi ngang đây họ xài. Các bạn có thể lên đây nấu cơm, tự nấu cơm ăn được, các bạn rửa chén luôn. Very good, tuyệt vời, giống nhà của mình. Đẹp trai lại đó. Các bạn có thể ăn cơm với Duy. Một bữa cơm thực dưỡng rất là đơn giản. Rau, đậu luộc, đậu đậu nành mình ngâm mình luộc, rau muống luộc với cơm gọi lứt muối mè. Lộc hả? Chào Lộc. Anh Duy, này ghé chùa chơi. Đà Lộc đi cháo của bác Thống. Hái này gọi là gì? Anh nói lại anh coi. Chuối rừng. Hái chuối rừng. Chuối rừng mãi còn non, cái mình chặt ra mình lấy cái lõi trong vậy. Về là làm nấu canh chua. Lấy từ đây nè. Từ cái bỏ này và bỏ này ra. Còn lấy rễ phải không? Lấy trong. Lấy từ đây nè. Giống cái củ hủ vậy ha. Dạ, cái củ hủ dừa nhưng mà nó khác. Ngon không? Ăn ngon không? Ăn nó giòn giòn. Giòn giòn. Lạc chứ chát gì? Nó không chát. Dạ. Sao em cao dữ vậy? Em ăn gì ở đây? Em ăn gì em cao dữ vậy? Thì dòng hỏi em cao mà. Dạ. Yeah. Em chắc cao mấy tám quá. 88. Trời 88 luôn hả? Dạ. Nhìn cao nè. Qua chụp hình anh voi coi. Tối nay mình sẽ nghỉ lại ở chùa này, chùa Phổ
tinh tự. Thì từ đây lên Ma Thiên Lãnh khoảng 700 mét nữa. Thì mình gửi đồ ở đây, mình đi Ma Thiên Lãnh, rồi chiều mình về đây mình ngủ. Ngày mai mình sẽ đi ra bãi bãi Bằng. Rồi mình gửi đồ ở chùa, bây giờ mình leo núi tiếp. Bây giờ nhẹ nhàng rồi, không cần xách ba lô nữa. Hành trang chỉ nhiêu đây thôi. Kéo mưa với lại nước, ba lan với chuối. Mình đi bộ. Rồi, tiếp tục. Mình đi từ chùa nha, từ chùa mình đi lên Ma Thiên Lãnh luôn. Có đường đi luôn các bạn. Mình đi có con đường đi lên Ma Thiên Lãnh 700 m. Là cái ngọn núi, cái đỉnh cao nhất của Hòn Sơn đó các bạn. Có thể nhìn ra bãi Bằng luôn. Đường đi hơi dốc xuống. Ở đoạn này có con suối nha các bạn, suối nhỏ. Mùa mưa thì nước sẽ đổ về đây. Mình có thể đến đây mình uống nước hoặc là mình lấy nước mình xài. Cách chùa khoảng 20 m. Hang đá rất là đặc biệt, các bạn có thể nhìn thấy một cái hang đá. Chị mưa mình có thể vô đây mình trú mưa được. Không biết là cái gì nữa. Để có mận người dân trồng, mình xin trái mình ăn. Mận. Chua chua. Đây, mình đi được một đoạn nữa này. Đây các bạn thấy rừng núi hoang vu. Đoạn đường đi lên nè. Gần tới đỉnh rồi đó các bạn. Đi tiếp tục nha. Có thể nhìn xuống thấy biển à. Mình đi chưa tới Ma Thiên Lãnh, đây thấy biển rồi nè. Các bạn có thể nhìn thấy biển rộng hơn nè. Từ trên gần đỉnh núi. Và phía dưới nhìn xa xa thấy chùa dưới, các bạn có thấy không? Mấy chùa màu vàng vàng. Thì Duy đang thực hiện một cái hành trình tâm linh trong 3 ngày đi một mình. Đi lên ở trên Hòn Sơn, mình sống hoàn toàn tự nhiên, ăn rau củ quả ngũ cốc để mình ngủ võng, có thể bia mũi chích để mình xem coi cái khi mình sống với thiên nhiên như vậy á, mình ăn ngũ cốc như vậy cái sức đề kháng của mình có tốt hay không, mình có bị bệnh hay không. Thì các bạn thấy là Duy đang gần ở đỉnh Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn. Mình buổi chiều thì không ai leo lên đây hết á. Giờ trên này chỉ có mình thôi. Và trời đang sắp chuyển mưa giông. Các bạn thấy xung quanh là rừng cây. Cái không khí các bạn biết là nó cực kỳ mát luôn, gió cực kỳ mát. Mà gần biển cái gió nó không có lạnh, cái gió nó ấm áp. Mình cảm thấy rất là dễ chịu. Tuyệt vời. Mình sẽ leo tiếp trên núi này. Thì mỗi buổi ăn thì mình ăn thực dưỡng giống Usawa. Thì mình đem gạo theo mình nấu, gạo với muối mè. Nếu mà có chuối, rau củ quả thì mình ăn thêm, còn không có thì thôi. Mà trên này các bạn biết là trái cây rau củ quả nhiều lắm, nhất là cái xoài á. Cái xoài là hầu như nó trái nhiều lắm, nó rụng đầy gốc hết trơn. Rồi có cây dâu thì một số tự nhiên, một số người ta trồng. Cây dâu các bạn biết dâu chua á, trái dâu. Rồi để hồi nãy có cho các bạn xem rồi đó, chua lắm. Rau thì có rau muống nè, rau lan nè, có ngành ngạnh nè, mình có thể hái mình ăn chung với cơm. Còn nấu cơm thì các bạn đơn giản lắm, các bạn có thể đem thêm một cái bếp cồn mini nhỏ, bằng cồn nhỏ thế này thôi, mình nấu thì mình ăn ngày 2 buổi, mệt thì ăn cần sức thêm thì ăn 3 buổi, còn không mình ăn buổi sáng với buổi trưa là đủ rồi, buổi chiều ăn trước 5 giờ. Đó. Giờ mình leo núi tiếp nha, leo lên tới đỉnh Ma Thiên Lãnh luôn. Lúc này thì khá là rùng rợn, trời bên trong này cây rất là tùm, rất tối. Các bạn biết là đi giờ này là mũi bắt đầu có mũi vằn rồi đó, nó bu người mình đó. Đoạn phía trước á các bạn thấy là rất là tối rồi đó. Đi trong đó có mũi vằn nhiều lắm. Giờ mình đi thử ha. Lỡ có bị chích, có bị bệnh không? Bệnh sốt rét không? Lên Ma Thiên Lãnh mà leo núi thì các bạn chú ý là chuẩn bị giày cho tốt. Bởi vì cái đường nó rất là khó đi. Với là cái đoạn từ chùa đi lên. Bạn nhìn thấy ha. Toàn là rễ cây. Đường này là trời mưa là nước chảy đó. Mang giày cho tốt để đi cho nó dễ. Phía trước của mình là một cái hẻm núi. Các bạn nhìn thấy nó có một hẻm hai vách đá, hai cục đá khá thẳng. Rất đặc biệt.
cũng ít người đến đây, mình thấy ít rác. Ồ, cái tảng đá rất là lớn, thẳng đứng luôn. Bên đây là tảng đá thứ hai. Đi như mình thì các bạn ngoài các bạn đem nước, các bạn cũng nên, nếu đi một mình các bạn nên lưu số điện thoại của một ai đó gần đây ở chùa hoặc là người dân ở phía dưới, để có chuyện gì bất chấp thì các bạn gọi điện thoại trợ giúp. Nhớ là đem theo cái áo mưa, một số cái thức ăn để phòng ngừa khi mình trời mưa mình không có đi xuống được, mình mặc áo mưa mình có cái để mình ăn. Đó là lời khuyên của Duy. Mình quá còn 100m đó là mình tới nơi các bạn ơi. Trời đang rất là tối, sắp chuyển mưa, nhanh lên. Gió rất là to, sắp đến nơi rồi. Rồi các bạn, ở đây nó có một cái hang núi. Mưa, trời chuyển mưa, sương mù. Đây có một cái hang núi, nếu mưa mình có thể vô đây mình trú được. Không biết có nước suối chảy xuống hay không. Bắt đầu có ánh sáng rồi đó. Bãi đá sân tiên, chỉ cần đi qua cái hẻm núi này thôi, có cái cầu thang mình leo lên, có một cầu thang mình leo lên trên đó thì mình sẽ đi đến lên tới đỉnh, đỉnh núi. Nó có cái cầu thang mình tre lĩnh lĩnh thì bạn thấy có một cái cây đa, mình không biết gọi là cây gì, nó cây si, cây đa cây si đó. Rất là lớn. Gió biển thổi mà sao mình không thấy mưa, nhưng mà mình ở đây không mưa các bạn, ngộ quá. Ở ngoài biển mưa lớn lắm mà ở đây không có mưa. Ở đây do chắc đá nó che mưa nên không có mưa, rất đặc biệt. Ở đây các bạn nhìn ở ngoài biển đang mưa rất là to, nhưng mà mình đứng ở đây thì không có bị mưa, do nhờ có hai cái tảng đá lớn này nó che nè các bạn. Hai tảng đá lớn thì nó che mưa cho mình. Đây, cảnh rất là đặc biệt. Các bạn nhìn xuống dưới sâu, các bạn thấy cái gốc mít không? Đó, ở dưới sâu nè. Rồi đây là cái cây xanh, cây si gì mình không biết nữa. Gió rất là mạnh, nhưng mà ở đây thì kín gió. Đó, mình ngồi trong hang thì kín gió mà nó không có mưa. Đặc biệt, rất đặc biệt. Okay. Mình có đem theo mưa nhưng mà chắc là khỏi phải sử dụng. Mưa cũng khỏi sử dụng luôn. Ma Thiên Lĩnh. Chào các bạn, Duy đang ngồi ở một cái vị trí vô cùng đặc biệt trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh. Ở đây Duy đang ngồi trên một cái tảng đá, và chỗ này đặc biệt là ở đây nó có một cái tảng đá, hai tảng đá rất là lớn, nó che mưa nè các bạn. Thì hiện giờ là mưa rất là to luôn, các bạn nhìn ngoài biển là không thấy biển luôn, mưa to đến nỗi mà các bạn không thấy biển luôn. Nhưng mà ở chỗ này thì không có mưa, mình không biết tại sao luôn, mưa không có rơi chỗ này. Mà gió thì rất là mát, nó giống như là một cái mái nhà tự nhiên để che cho mình vậy đó. Còn bên trong kia nó có một cái hang đá, cái hang đá này mình có thể leo lên trên đỉnh của tảng đá nếu mình muốn. Và ở đây nó có cái cây si rất là lớn các bạn, cây này cổ thụ lớn à, đó, nó che mưa cho mình. Ngồi ở đây cực kỳ mát, thở rất là nhẹ nhàng, không khí rất là trong lành luôn đó. Mình không biết, nó vô cùng đặc biệt. Các bạn có thể ngủ lại qua đêm ở đây, các bạn cứ lấy võng đến đây, các bạn văng võng, các bạn nằm ngủ. Mình đảm bảo với bạn là không bị mưa ướt, chỉ sợ là mít nó rụng trúng người thôi. Ở đây có mấy cây mít. Hiện giờ chỉ có một mình trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh thôi. Hiện giờ là 2:20 chiều ngày 20, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2008. Rất là đặc biệt các bạn, ở đây rất là mát. Lần đầu tiên trong đời mình mới hiểu được thiên nhiên nó kỳ thú như vậy. Nó như một cái mái nhà, nó che mưa cho mình. Và mình ngồi mình cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì gió nó thổi các bạn, gió biển nó thổi nó rất ấm áp. Nó cái lạnh của nó không có lạnh mà theo kiểu giống như là lạnh của mình bị mắc mưa, hay là lạnh của mùa đông, mà cái lạnh của nó là cái lạnh nó rất là dễ chịu. Nó giống như là các bạn ngồi trong máy điều hòa vậy đó, điều hòa máy lạnh vậy đó, đặc biệt như vậy. Quá đặc biệt.
Lên đây thì ở các bạn không sợ mưa, giống như là một cái nhà trọ thiên nhiên. Nếu bạn nào chịu khó leo 2000 từ dưới đỉnh núi mà lên đây là cái quãng đường là 2300m, đó là cái quãng đường mình đi bộ. Còn cái độ cao thì mình không biết là bao nhiêu, các bạn có thể tra trên Google độ cao của đỉnh Ma Thiên Lĩnh bao nhiêu, mà cái đoạn đường đi là 2300m đến vị trí này. Vị trí này thì nó có một cái bài thơ in ở bên kia đó, bài thơ và Mai Thiên Chiến Pháp đây, với ai ghi cái chữ đỏ này này các bạn đó. Rất là đặc biệt, wow, tuyệt vời, không khí rất là tuyệt vời. Thì các bạn biết là cái đỉnh Ma Thiên Lĩnh này là A-la-hán Thích Thông Lạc á, đã có một cái thời gian lưu trú tại đây mấy năm và sống hoàn toàn tự nhiên luôn. Thì thầy Thích Thông Lạc là chỉ ăn lá cây để sống qua ngày, nhai lá cây giống như bò gặm cỏ vậy đó, thầy kể lại. Và ở trên này thì mình thấy là lúc trước mà thầy nói thì mình không thể hình dung tưởng tượng ra là một người sống giống như người rừng ở trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh làm sao sống được. Tại vì các bạn thấy là mình cái nỗi sợ đầu tiên là mình sợ muỗi, cái nỗi sợ thứ hai là sợ mưa, thì cái thứ ba là mình sợ không có thức ăn. Thì thức ăn á, nếu các bạn nghiên cứu về thực dưỡng á, thì con người hoàn toàn có thể ăn nhai lá cây giống như bò gặm cỏ mà có thể sống qua ngày được. Nhai chuối sống hoặc là nhai các cái loại lá cây mà nó không có bị, nó có vị lạc, vị chát chua chua là được đó. Rồi trên này thì muỗi mình không thể nào có muỗi được, tại vì gió biển lúc nào nó cũng thổi, thì ngay trên đỉnh không bao giờ có muỗi. Lúc mà mình lội bộ từ ở dưới chân núi, lội bộ lên trên quãng đường mà có nhiều cây cối thì có muỗi, nhưng mà mình lên đây không khí rất là thoáng và có gió thì mình không thấy có muỗi. Mình thấy có bơm bướm, có cào cào nhưng không có muỗi đó. Còn mưa thì không sợ, có tảng đá này che, dù có mưa lớn thì nếu mưa nhỏ thì mình có thể ngồi ngoài này. Hiện giờ mưa ở ngoài biển rất là lớn đó, còn nếu mà mưa lớn mình có thể chui vào trong cái hang đá kia mình ngồi. Cho nên cái chuyện mà thầy Thích Thông Lạc là thầy nói là thầy có một cái khoảng thời gian dài, hình như là mình nhớ là nhiều tháng, 4-5 tháng gì đó sống ở đây. Sống ở đây rồi thầy tu tập, thầy thiền định đó. Thì bây giờ mình lên tới đây, mình tự mình lên rồi mình cảm nhận được cái thiên nhiên ở đây, thì mình mới hiểu được những cái điều mà thầy nói. Thiên nhiên đúng là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào thiên nhiên, ăn thức ăn của thiên nhiên không qua chế biến gì cả, mình ở mình hít thở không khí trong lành, mình phơi nắng dưới sáng mặt trời. Nếu buổi sáng thì có lẽ là thầy có thể leo lên đỉnh núi để phơi nắng ở trên đây đó, nắng sáng thì rất là tốt, có thể là nhìn ngắm ngoài biển đó. Ăn thức ăn thì lúc nào ở đây cũng phong phú, các bạn thấy là lá cây, mít rừng, rất là nhiều thứ. Nếu mà mình hiểu về thực dưỡng, mình hoàn toàn có thể chủ động được về cái nguồn thức ăn đó. Còn không khí thì trong lành, mát mẻ, ấm áp, nên mình nghĩ là chắc cũng không có bệnh đâu nếu mà sống lâu dài ở đây, hoàn toàn thiên nhiên đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cho các bạn xem một vòng nha. Đây, chậm thôi, ở ngoài biển mưa rất là lớn luôn các bạn. Đây là cái đường ở trên mình đi xuống này. Còn bên đây là hang đá. Đây các bạn thấy cái hang không? Đó, mình có thể vô đây mình trú mưa. Còn nước uống thì mình chưa biết nước uống sao. Nước uống chắc nghĩ là mình lấy nước suối. Đó, lấy nước suối. Thầy lấy nước suối uống. Nước suối là nước mà khi mưa xuống nó chảy thành những cái dòng suối nhỏ nhỏ đó. Thì mình có thể uống nước đó mình sống đó. Hiện giờ vấn đề nước thì mình cũng chưa biết là lấy nước ở đâu đó. Nhất là mùa khô thì không biết mình lấy nước ở đâu. Đây các bạn, mình đi vào trong hang đá khá tối, có cái cầu thang. Giờ mình sẽ leo lên cái cầu thang này. Hết đây hết thấy đường nè. Thì khá tối, bây giờ mình leo lên trên đỉnh luôn. Có cái cầu thang tre đã làm sẵn đó. Mình leo lên đây. Ôi, mình vừa cầm đồ đi hơi khó. Wow. Đây mình dùng flash quay phim. Đây các bạn. Có bức tượng Phật ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây có Phật A Di Đà.
Ê, Phật Phật tổ. Đây các bạn. Bạn có thể nhìn thấy. Rồi mình lòn theo cái hang núi này. Thấy có đôi dép của ai đây. Chui lên trên. Thử nha. Đây, có nón nữa. Bên trong này một cái tảng đá lớn nó hình thành một cái hang rất là đặc biệt các bạn. Một tảng đá lớn nó đè lên một tảng đá khác. Ở đây có một cái khe. Khe rất là nhỏ, không biết mình chui qua được không. Có một cái khe đá. Khe đá này là mình không chui qua được. Rất là nhỏ. Không thể chui qua. Có cái đường tập gì thôi. Ê, mình có thể nhìn lên trên nữa không? Nhìn lên thấy ánh nắng ở phía trên. À, có cái rễ cây. Rồi, okay. Đó là trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một cái hang như vậy. Ow. Chui qua đây, nhưng mà cái dốc này khó leo lắm. Sao leo được đây? Có một cái hẻm núi mình có thể leo qua đó các bạn. Đó, phải leo qua đây. Đá rất là khó đi. Wow. Đây, cái bậc đá. Lên trên thử rồi. Rất là nguy hiểm. Wow. Hay các bạn nhìn xuống bên dưới. Cái đường đi đó là những cái tảng đá nó chồng lên nhau thôi. Các bạn leo lên những tảng đá. Ôi, cuối cùng thì mình cũng lên tới đỉnh luôn. Lên tới đỉnh luôn các bạn ơi. Cái đường đi. Wow, tới nơi rồi, thành công rồi. Yes. Rồi, mình leo được tới lên tới đỉnh luôn các bạn. Leo qua cái hang đá. Wow. Rồi. Đây mình đang đứng trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, nhìn ra các bạn thấy biển không? Biển đang dông rất là lớn. Đây cái cây hồi nãy là mình đứng ở dưới gốc cây đó nè. Giờ mình lên trên này nè. Còn cây này cây gì không biết, cái bông trắng trắng. Không biết cây này cây gì. Đây các bạn biết cây này cây gì không? Đây, hồi nãy mình đứng bên dưới đó các bạn. Đây là đỉnh trên đỉnh nè các bạn. Hoàn toàn trên đỉnh núi luôn. Nơi cao nhất của Hòn Sơn, đỉnh Ma Thiên Lãnh. Ở đây có một cái cầu thang tre, mình có thể đi lên đây. Wow, chụp một cái hình thôi. Đây các bạn ơi, mình đang đứng trên đỉnh Ma Thiên Lãnh này các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy cái cầu thang không? Cầu thang đi lên trên cái tảng đá cao phía trên. Còn đối diện với mình là biển. Các bạn có thể thấy biển đây, mình quay một vòng. Ở đây khá nguy hiểm. Các bạn có thể nhìn chỉ cái mình đứng trên một cái tảng đá nhỏ thế này thôi. Và nhìn đây nhìn ra biển. Các bạn có thấy các cái cột anten rất là nhỏ không? Đây là cái cột anten là đi đường điện. Đường điện vào từ đất liền vào cho Hòn Sơn. Ở đây xài điện lưới quốc gia. Đây các bạn nhìn thấy. Okay, cạnh biển. Rồi mình quay một vòng nha, từ từ thôi, rất nguy hiểm. Đó. Đây, còn bộ đỉnh Ma Thiên Lãnh.
Đi cái này mà nữ đi thì hơi khó, nam đi thì được, chứ nữ mà leo lên đây là hơi khó đi. Đây là nơi cao nhất của Mai Thiên Lãnh đây các bạn. Đây có cái bàn thờ Thông Thiên. Cảnh núi. Đây là cao nhất. Ôi, có sương luôn. Quay phim mình rất là sợ sấm sét. Nguy hiểm quá. Các bạn thấy sương không? Đây sương đang bay nè, đỉnh Mai Thiên Lãnh. Mưa lâm râm và có trời có sấm sét các bạn. Ở chỗ này thì có mưa, ngồi ở dưới thì không có mưa. Bạn nhìn được hướng biển nè. Ở đây có thể nhìn thấy bãi vàng các bạn. Bãi vàng. Bãi đá. Giờ mình leo xuống và đang đi trong mưa. Trời đang mưa, mưa tầm trăm thôi. Các bạn nhìn thấy không? Mưa. Chào tất cả các bạn. Thì Duy vừa leo cái ngọn núi Ma Thiên Lãnh xong và bây giờ quay về chùa. Thì chắc có lẽ là tối nay mình sẽ ngủ tại đây. Thì ngủ ở đây thì ngủ võng thôi các bạn. Chùa có xếp đặt sẵn rất là nhiều võng. Mà ở đây không có ai ngủ hết trơn á. Ở đây người ta sợ ma sao không dám ngủ. Rất là nhiều võng có sẵn. Lên đây mình nghỉ. Thì mình vừa ăn cơm buổi chiều xong thì cũng ăn thịt dưỡng, gạo lứt muối mè. Ở đây thì ông sư ông có trồng rau muống với rau lan cho nên mình ra mình bẻ rau muống rau lan mình luộc ăn. Còn đây là khoai, khoai lang. Khoai lang này đặc biệt là Duy mua. Duy cắt nhỏ ra rồi Duy phơi nắng. Nó phơi nắng một lần thôi thì mình đem theo mình ăn cả chục ngày cũng không hư nữa. Cần thì mình cứ bỏ vô cái bếp cồn đó mình luộc lên ăn. Còn cái này là cái bếp cái nồi mini mình nấu nước trà. Đó, nấu nước trà để mình nhâm nhi. Thì hôm nay vui là mình đi Ma Thiên Lãnh á, thì có nhiều người hỏi là tại sao anh đi có một mình. Thì thật ra là đi một mình á, thì leo núi nó dễ chứ đi nhiều á leo hơi khó, đặc biệt là các bạn nữ á, đi leo hơi khó. Và các bạn đi mai mốt các bạn có lên Hòn Sơn mà các bạn đi Ma Thiên Lãnh á, các bạn nhớ chuẩn bị đôi giày cho đẹp. Đôi giày để cho giày cho tốt để mà mình leo núi thì dễ, chứ bạn nào mà mang dép là đi leo núi không được đâu, leo đứt dép. Nên mang giày bít á, giày thể thao á tốt. Thì khi mình leo núi về thì bị mưa xong cho nên mình được cái là mình tắm mưa. Thì nó mưa xong mình về mình tắm thêm lần nữa. Thì ở chùa các bạn biết chùa ở đây các bạn chắc không biết có cái máng xối. Cái máng xối cái mình lấy cái thao mình hứng nước mưa mình tắm luôn. Tắm ở đây. Rất là thiên nhiên, rất là mát mẻ. Rồi mình tắm mưa. Tắm mưa xong cái tắm xong thay đồ cái kiếm cái lược chải đầu mà nó không có đem theo lược. Hỏi chùa có lược không? Quên. Ông sư không có tóc, không đâu có dùng lược đâu. Cho nên đầu tóc bù xù, không có lược chải đầu. Rồi lên chùa này thì hai ông sư ông đi bắn này. Cho nên có một cái em trai tên Lộc. Lộc thì học nó cao 1m88, kinh khủng vậy đó. Rồi ốm mà dễ thương. Rồi nó hồi trưa mình đi núi thì coi đồ giùm mình. Thì mình về mình nấu cơm. Nấu cơm của lứt muối mè cho nó ăn. Thì luộc khoai hai anh em ngồi ăn nhâm nhi nói chuyện rồi uống nước trà. Thì tối nay nó lên sẽ ngủ với mình, hai anh em nó có người nói chuyện cho vui, mình ngủ một mình thì cũng hơi buồn á. Lên ngủ rồi
chuẩn bị sẵn nè. Khoai này là chuẩn bị để chút đãi nè, luộc sẵn chút đãi lọc. Còn cái này là mấy cái hạt ngũ cốc mình đem theo, có đậu phộng, rồi hạt dẻ cười, rồi táo, táo khô đem theo ăn. Còn cái này là nước mưa đặc sản ở đây. Nước mưa ở đây thì rất là sạch, mình thấy rất là sạch, mình hứng lại mình uống. Hứng lại rồi mình để một mấy cái viên muối cục vô cho nó hơi mặn mặn để dành uống, làm nước tinh khiết, nước mưa tinh khiết. Còn này là xoài. Xoài này là xoài mình hồi chiều đó mình đi mình nhặt được, các bạn thấy không? Đó, xoài. Xoài sống gọt ra ăn với muối cục cũng đặc biệt. Xoài, cái xoài này ngọt lắm, chín thơm ngọt lắm. Còn sống ăn chua chua ngọt cũng được. Đó, đại khách. Còn này là củ sắn mình đem từ Long Xuyên đem theo. Đây là ngày hôm nay ngày đầu tiên đến Hòn Sơn. Củ sắn các bạn gọt đi, nó để ăn mấy ngày nó chỉ hơi đen đen thôi chứ nó không có hư các bạn. Nó hơi đen đen thôi chứ không hư đâu. Chấm muối cục. Rồi này là đãi khách, nước trà. Giờ này 5 giờ mấy rồi. Ở đây thì các bạn nghe được tiếng tu hú chim. Xung quanh thì người ta nuôi gà, nghe tiếng gà. Gà mái dẫn con, gà trống. Còn gì nữa? Hôm nay mình đi thì không có sư ở nhà cho nên điện cúp. Thôi tối nay không có điện, mà mình không có đem đèn cầy luôn. Chỉ để thắp đèn pin. Mà may mắn là sư để lại nguyên cái bếp. Cho nên nhóm lửa tối nay mình đốt lửa chạy. Củi nhiều lắm, củi sư để sẵn nhiều lắm. Hôm nay lấy củi sư xài đốt lửa chạy sẵn cung mũi luôn. Đi không có đem theo cái màn, cái chăn, cái màn, cái mùng á, không có đem theo. Nên ngủ bụi, ngủ giỏng, chùm kín lại, đỡ mũi, ung đốt lửa cho sáng rồi ung khói. Đó. Thì đây là buổi chiều, đây là buổi chiều đầu tiên mình ở tại Hòn Sơn và đêm nay mình sẽ ngủ tại chùa. À, ngủ cổng thiên nhiên rất là vui. Hy vọng là một cái trải nghiệm chia sẻ với các bạn thấy thú vị. Thì lần sau các bạn lên đây nhớ đem theo cây lược chải đầu, rồi đi nhớ đem theo cái mùng, cái màn đó. Và các bạn mua cái giỏng mà nó có cái mùng luôn, mai sẵn kéo cái mùng đóng lại, mình vô giỏng mình nằm kéo cái mùng lại, nó khoảng 200 mấy chục nghìn. Lúc đi mình không có nghĩ tới cái chuyện mũi đó. Mà thôi lỡ rồi giờ cho mũi chích thử rồi có bị bệnh không. Giờ người dân nói mũi chích đây ngứa ngứa thôi chứ mũi nó lành lắm, nó không có độc, nó không có độc. Thì không biết sao đêm này, đêm đầu tiên, ngày đầu tiên ngủ tại Hòn Sơn ngủ bụi. Mưa xong rồi khí trời thấy là rất là mát mẻ, các bạn nhìn vào trời nè, lắm rất là mát mẻ luôn. Cây cối xanh tươi, mình đang ngồi trong cái nhà này chùa cắt sẵn đó. Có làm giống như cho du khách ghé, nước uống miễn phí luôn, nói chung chùa mà cái gì miễn phí hết. Rồi lên đây mình làm quen được mấy người bạn thì chia sẻ về kiến thức ăn uống. Đặc biệt ở đây người ta ăn gạo trắng đó, mà nhiều người cũng bệnh đó mà. Các bạn ở đây các bạn biết là người ta bệnh, có người bệnh tiểu đường. Nói chung người ta ăn thịt cá, ở đây ăn cá nhiều mà ăn gạo trắng cho nên bệnh. Với ở đây người ta xài muối bọt nữa, nên mình gặp ai mình cũng khuyên là nên xài muối cục, đừng có xài muối bọt nữa. Rồi ăn thì ăn nên mua gạo lứt ăn, ở đây không ai bán gạo lứt hết đó. Chỉ có mấy ông sư thì Phật tử lâu gửi có gạo lứt ăn, chứ ở đây người dân thường ta mua gạo trắng mà. Đó, cũng tiếc. Rồi đó, mình nói chung đi đến đâu mình chia sẻ về kiến thức ăn uống đến đó. Và mình hôm nay mình đi với mục đích trải nghiệm là để coi mình sống giống như gần như là hòa nhập với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ thì sức khỏe của mình như thế nào. Mình ăn uống rất là đạm bạc theo thực dưỡng Osawa, rau củ quả, gạo lứt với mè đó, vậy đó. Rồi vài lời chia sẻ với các bạn, thì hẹn gặp lại các bạn vào sáng hôm sau
thức dậy ngủ giấc, rồi mình nói cái trải nghiệm của mình khi mình ngủ võng, ngủ mũi như thế nào. Rồi ngày mai mình sẽ đi biển, ngày mai xuống núi đi biển, ngủ ngoài biển một đêm. Rồi, tạm biệt các bạn nha.